Hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng những cái ngày mà được giảm giá 45% lịch siêu VIP của Shop Mơ Sướng. Thì hôm nay là chủ nhật và mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn biết được rằng tài khoản được giảm giá đến 45%. Những bạn đều thấy là những cái nick này đều được giảm giá đấy. Mục tài khoản VIP áp dụng 25% vào thứ năm và chủ nhật, ngày thường xuyên khuyến mại 10% áp dụng hàng tuần. Đây là thông báo và khuyến không phải là khuyến không 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 phải là quảng cáo các bạn nhé. Đây là sự thật. Chẳng hạn các bạn thấy nó là được giảm giá 25%. Sao lại vào đấy lại anh này nói là 45%, anh lừa à? Thực sự là không phải lừa đâu. Hiện tại thì giảm giá 25% các bạn nhé, nhưng nếu tất cả các bạn mua bằng ATM các bạn sẽ được giảm giá thêm 20% nữa, thì tổng cộng các bạn sẽ được giảm giá 45% bằng một cái nick. Chẳng hạn một cái nick 1.750.000 này, các bạn giảm 25% có 1.300.000 này, giảm thêm 20% là còn khoảng tầm 1.000.000 các bạn nhé. Thì 1.000.000 các bạn sử dụng hiểu được một cái nick như nào ạ? 62 tướng, 51 skin, ngọc 90 các bạn nhé. Sẽ vào ấy, có cái mèo gì đấy. Đấy, 62 tướng, 51 skin này. Rồi mình sẽ bước qua một chút. Đây, thì mình cũng chả biết như nào. Nhưng mà ngọc 90 các bạn nhé. Nickname bằng ngọc 90, các bạn mua về chơi tầm 1-2 tuần, các bạn sẽ xây dựng một bằng ngọc yếu thích của các bạn luôn. Rồi, và bạn cứ tiếp tục chương trình, chuẩn bị để một clip gọi là siêu phẩm về vị tướng Sơn Lâm ấy. Thì mình sẽ cho tặng các bạn hai nick 50.000 nha. Đây, một cái. Rồi mình sẽ dành tặng tri ân cho bạn nào và xem clip sớm nhá. Rồi ok, mình sẽ mua một cái. Ui, hệ thống lỗi thế. Rồi mình sẽ mua tiếp. Các bạn đừng quên là hãy vào ủng hộ shop mơ sướng.vn cho mình kiếm hộp sữa nhá. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều ạ. Rồi, các bạn nhớ vào nhá. Đây này. Rồi, nick Lão Chí Húng này, Lão Chí Húng 123 mật này. Nick thứ hai là Lê Cá Sấy này. Các bạn hoàn toàn đổi được mật khẩu và nick này của tất cả các bạn luôn nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhiều.